Công ty Cổ phần May Vét Việt Tiến Thành xin kính chào quý khách. Với các chú trung tuổi, chắc các bộ vét đã không còn xa lạ nữa rồi. Tuy nhiên, để tìm được một bộ vét chuẩn và ưng ý là không hề dễ dàng. Chính vì thế, ngày hôm nay, công ty chúng cháu mang đến cho các chú 6 mẫu vét cao cấp nhất, mới nhất năm nay, chất liệu tiếp di nhập khẩu, không nhăn, không xù, không phai màu khi giặt. Với mức giá cực kỳ ưu đãi trên thị trường, có giá là 1.850.000 đồng. Nhưng duy nhất trong ngày hôm nay, bên cháu chỉ bán với giá 999.000 đồng một bộ cho 100 khách hàng đầu tiên, bao gồm một áo vét, một quần tặng kèm, một túi bảo quản chống ẩm mốc, một cà vạt cấm lụa, một mắc treo chuyên dụng, tổng quà tặng lên đến 299.000 đồng. Đặc biệt hơn nữa, các chú còn được miễn phí vận chuyển tận nhà, mặc thử vừa đẹp ưng ý mới cần thanh toán. Không ưng, các chú có thể trả lại mà không mất bất kỳ một chi phí nào. Không để các chú chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng cháu sẽ giới thiệu cho các chú 6 mẫu vét hot nhất bên cháu. Sẽ có từng màu, từng mã hàng để các chú có thể chọn cho mình một mẫu vét ưng ý nhất. Đầu tiên, mã 862, màu xanh navy cao cấp là bộ vét trung tuổi. Màu xanh navy thiết kế theo phong cách mới nhất của năm nay, dành cho các chú thích tông màu xanh sang trọng, được rất nhiều các nguyên thủ quốc gia sử dụng. Trên thị trường có giá 1.850.000 đồng, nhưng các chú comment trực tiếp trong video này, các chú sẽ sở hữu ngay set vét chỉ với giá 999.000 đồng. Để đặt hàng, các chú comment mã số 862, địa chỉ, chiều cao, cân nặng và số điện thoại. Bên cháu sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp chọn size cho các chú. Tiếp theo là mã số 861, đen tím than. Kiểu dáng sang trọng giúp các chú luôn cảm thấy tự tin trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi. Chỉ với giá 999.000 đồng. Duy nhất trong video này, để đặt hàng, các chú chọn mã số 861, số điện thoại, chiều cao, cân nặng để xin về ngay cho mình mã 861 đen tím than ưng ý nhất. Không thể bỏ qua 865 kem sáng cao cấp, mã số 865 dành cho các chú thích tông màu sang xịn mịn, đem lại sự khác biệt đẳng cấp cho các quý ông trung niên. Công ty chúng cháu chỉ khuyến mãi cho 100 chú đầu tiên trong video này là 999.000 đồng. Còn ngoài video này, giá sẽ về giá thị trường là 1.850.000 đồng. Để đặt hàng, các chú vui lòng chọn mã số 865, địa chỉ, chiều cao, cân nặng và số điện thoại. Bên cháu sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp chọn size cho các chú. Tiếp theo là mã 864, cắt sáng, mang trong mình màu sắc vô cùng tươi sáng, trẻ trung, sang trọng, tượng trưng cho sự sung túc, may mắn tràn đầy niềm vui, giúp các chú tự tin trên từng bước đi. Để đặt hàng, vui lòng các chú chọn mã 864, địa chỉ, chiều cao, cân nặng và số điện thoại. Bên cháu sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp chọn size cho các chú. Mã vàng 871 cao cấp là một trong những gam màu đặc trưng giúp tạo sự thu hút và mang tới sự thân thiện với những người xung quanh, giúp các chú luôn tự tin với công việc và cuộc sống hàng ngày. Để đặt hàng, các chú chọn mã số 871 để sở hữu ngay bộ vest ưng ý nhất. Cuối cùng là mã 867, vàng cát với thiết kế hiện đại giúp tạo ra sự sang trọng ưa nhìn đến từng đường kim mũi chỉ. Màu sắc hot nhất và phổ biến nhất hiện nay, thể hiện sự thanh lịch, quý phái và vô cùng sang trọng. Để sắm ngay cho mình bộ vest cao cấp màu vàng cát, các chú chỉ cần để lại mã số 867, địa chỉ, chiều cao, cân nặng, số điện thoại. Cơ hội chỉ dành cho đúng 100 người đầu tiên. Vét Việt Tiến Thành rất mong được phục vụ những mẫu vét đẹp nhất, sang trọng nhất và hơn hết là chất lượng cao cấp nhất. Các chú đừng quên để lại ngay địa chỉ, chiều cao, cân nặng, số điện thoại. Nhân viên sẽ tự động chọn size và chốt đơn cho mình.